mang tên Trần Trung Hiếu đang chuẩn bị được tung vào sân để thay thế cho Mạnh Hùng. Cơ hội rất quý, cơ thủ vào một pha phối hợp đẹp của các cầu thủ Phan Quảng Ninh và tiền vệ mang áo số 14 của Nguyễn Hải Huy đã ghi được bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho các cầu thủ Phan Quảng Ninh. Đó là một trong những bàn thắng rất xứng đáng cho Quân.